và tu tập của mong các lăng tâm tu tập của đệ qua tam dâm và thầm mai nu pha về na sa đa so thi phu văn tu te phu tu tập của mong các lăng rập thân tu tập của đệ qua ta sắp và sanh cả hai nu pha về na sa đa so thi phu văn tu tên tất cả hạnh phúc hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người do nhờ quả đức của chư Phật, do nhờ quả đức của giáo pháp, do nhờ quả đức của chư tăng, các sự thành lời thường thường đến người so tha la tho su vi tổ bồ tát nô bồ tát tổ vô su bồ tôi sa tập về nhà thứ vị sa tha la tha su vi tổ bồ tát nô ham bồn ta sa san nê rô ga su vi tạ vô y sa hạ tập bế nhà tí phi tè a tha la tha su vi tạ vô rô na ha vô tha sa sa nê rô ga su vi tạ vô tha sa hạ tập bế hị nhà tí phi cầu xin cho các thiền tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tấn hoa trong đường Phật đạo, cầu xin cho các thiền tín khỏi bệnh được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Sa thu lành thay, phước lành con đã tạo ra, các đời quá khứ hay là đời nay, nghiệp chưa cho quả phước nào, nguyện thành pháp độ để vào thiện căn, sau này dù tạo mấy lần, từ đây cho đến siêu thăng niết bàn, hãy làm chuyên tốt sẵn sàng, mọi điều hạnh phúc thành đoàn nhân duyên, giúp cho phiền não sớm yên, trở màu giải thoát cái liền kịp sao. Nếu trễ chẳng gặp Phật nào, nhầm kỳ độc giác làm sao cũng thành. Nguyện cầu tam bảo từ hằng độ, nguyện thoát ba tai nước lửa minh, nguyện thấy chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại ráng tu hành, nguyện dình tam học gia định tuệ, nguyện đoàn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tử khổ, nguyện diệt tâm tham hao lợi danh, nguyện tu tinh tấn không dài đại, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Akasatha chapumatha đệ vana ga mahetika bun nhân no anumodan tichirang rakhan tu sa sa năng. Akasatha chapumatha đệ vana ga mahetika bun nhân no anumodan tichirang rakhan tu no garung. Akasatha chapumatha đệ vana ga mahetika bun nhân no anumodan tichirang rakhan tu nha ta yong. Akasatha chapumatha đệ vana ga mahetika bun nhân no anumodan tichirang rakhan tu ba ni no. Akasatha chapumatha đệ vana ga mahetika bun nhân no anumodan tichirang rakhan tu no sa da. Chữ thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự thông mọi điều, Long Vương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước điều chúng con, hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, viên thuộc tranh khỏi nặng tai, chúng sanh được hưởng phước dài bệnh lâu, chúng con vui thú đạo mau, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Nam mô Bụt Tha Giá, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài Trí Đức là từ bi hoan hỷ thay mặt chư tôn đức tăng truyền trao tam quy ngũ giới đến hàng Phật tử của chúng con. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài. Chúng con cũng thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức đã quan lâm vào đạo tràng chứng minh cho chúng con được thọ trì vi giới. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng đã cùng giới Nhật Quỳnh lễ bái tam bảo và thọ trì vi giới. Do phước mà chúng con đã trong sạch tạo được ra, kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là chư thiên hậu trì chánh pháp, cầu mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Gotama Son được bền vững lâu dài. Chúng con cũng kính dâng quà phước này đến với chư tôn đức. Nhật Quỳnh xin chia phước này đến đạo tràng pháp hội, mong rằng phước này trợ duyên quý ngài quý vị an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama. Nam mô Tha Giá, cũng do quả phước này trợ duyên chúng con phát sanh trí tuệ để chúng con tu tiến sớm đạt đạo quả giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Tha Giá. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức vừa quan lâm vào đạo tràng, và Nhật Quỳnh kính chào huynh kinh, mến chào Xích Trần Đạo, mến chào Xích Tâm Hương, kính chào Nắng Chiều, mến chào
Xích Thiện Vũ. Mến chào Kim Nhung và kính mến chào Hoa Trâm Pha và kính chào Quỳnh Bài. Kính chào Tầm Quý, mến chào Thi Lâm và Nhật Quỳnh, kính chào quý anh chị em đạo hữu dây dào đạo tràng. Dạ, bây giờ thì đạo tràng đang trang nghiêm thanh tịnh. Nhật Quỳnh xin thay mặt đạo tràng kính mời Quỳnh Kinh đăng đàn để điều hợp chương trình học ngày hôm nay. Nam Mô Bích Thai. Dạ. Dạ, Quỳnh Kinh có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Dạ, Nhật Quỳnh cũng xin sám hối nãy giờ lấy ba tâm bảo Nhật Quỳnh té lên rụng xuống hoài. Hơi trễ một chút. Dạ, kính Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học ghi diệu pháp được an vui tiếng bác. Dạ, Nhật Quỳnh kính mời Quỳnh nghe. Dạ, Nam Mô Bích Thầy, Nam Mô Thầm Mạng, Nam Mô Sàng Khải. Kính lễ Sư Đi Đức, kính lễ Chư Phật Đức, Tâm Luân. Thân chào tất cả quý vị. Dạ, nghe rõ ha. Ok, chào đúng. Rồi, hôm nay chúng ta học tiếp tục bài về 24 cảnh ha. Tiếp tục phần kỳ đòi học tới đâu quên ha. Cảnh chân đế, cảnh thực đế thì phải. Đúng không Xích nha Kim Nhung? Cảnh thực đế, cảnh chân đế. Đúng ha. Ok. Rồi. Hôm nay chúng ta học tiếp tục bài mới. Trước khi vào buổi học, chúng ta cùng nhau đảnh lễ tam bảo tấm tắc. Nam mô ta sa pha ga va to a ra ha to sa ma sa mu ta sa. Nam mô ta sa pha ga va to a ra ha to sa ma sa mu ta sa. Nam mô ta sa pha ga va to a ra ha to sa ma sa mu ta sa. Sama sambuddhammatulang sasathammayanuttamang apivadiyapasissang apithammatthasang kahang. Con xin thành kính đảnh lễ đến toàn giác vô song, giáo pháp tối thượng và giáo hội chúng tăng cao quý. Con xin nói về những gì chưa đựng trong vi diệu pháp. Dạ, Nam Mô Thầy Giác, Nam Mô Thầm Mạng Giác, Nam Mô Thầm Mạng Giác. Dạ, bây giờ trước khi vào buổi học chính thức thì chúng ta đọc Pali trước, rồi sau đó mới vào phần học. Thì Pali hôm nay là chúng tôi sẽ cho đọc nguyên bài về cảnh luôn, nguyên bài về đối tượng, tách trọn bài. Nhưng mà không có một người không đọc hết nguyên bài, chúng tôi chia ra từng đoạn. Đoạn 1, đoạn 2, đoạn 3, đoạn 4, đoạn 5, đoạn 6, mỗi người đọc đoạn thôi. Thì như vậy nó tránh cái thời gian mất. Ví dụ như Xích Kim Dung đọc đoạn 1, xong người kia nghe Xích Meta đọc đoạn 2, đọc đoạn 3, đoạn, mỗi người đọc đoạn thì thành ra ví dụ như 6 người đọc. Anh ấy giống như một người đọc thôi, rút ngắn thời gian lại. Khi mình đọc hết cái dòng tua đó, giờ đọc hết 6 người đọc hết xong rồi có thể trở lại, nếu còn quý vị nào muốn đọc tiếp thì có thể trở lại đọc lại cái phần đọc. Mình tránh cái sự mà mất thời gian là một. Thứ hai là nếu mình đọc mỗi lần vô đọc có khúc thì không hiểu bài nó nói gì. Giờ mình đọc hết trọn bài thì mình sẽ hiểu được trong cái bài này nó gồm có những cái phần nào chi pháp như thế nào, mình sẽ hiểu được rõ ràng hơn. Cho nên giờ cứ chia ra, mỗi người đọc đoạn, mỗi người đọc đoạn thôi. Đó là cái cách để thử coi cái sự mà phân chia nó có hấp dẫn hơn. Rồi xin mời Sip Nhật Quỳnh post bài đoạn 1 lên trước, rồi ai tình nguyện đọc đoạn 1 xong rồi xuống, rồi cái vị khác lên đọc đoạn 2 rồi xuống, rồi tiếp tục ha. Rồi xa thử. Nam mô Bụt Tha Ya, Nam mô Tham Ma Ya, Nam mô Sang Kha Ya. Dạ, cảm ơn cô Nhật Quỳnh cho biết đã nghe rõ. Dạ, con kính lễ ngài Trí Đức cùng chư tôn đức tăng, con kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Dạ, con thì kính, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc đoạn đầu ạ. Lâm Bá Na Sang Gá Hồ, toát yếu về đối tượng cảnh. Đoạn 1. Lâm Bá Na Sang Gá Hề. Lâm
ba nà ni nà má lù ba răng má năng sát thà râm má năng ganh thà râm má năng ra xà râm má năng phốt thập ba râm má năng thăm ma răng râm má năng năng cha tí chấp bí thà ni pha hoàn tí. Dạ vậy là xong hả thầy? Dạ vậy con xuống, con nhường mic cho người khác để đọc đoạn 2 ạ. Alo chị Meta nghe, nghe tiếng Nhật Quỳnh không? Chị Meta ơi, chị nghe không? Alo alo, chị Meta có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không chị Meta? Đạo tràng có nghe được Phan Kim Nhung chờ chút, Kim Nhung chờ chút. Alo, chị Meta ơi, chị Meta có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Nhật Quỳnh ra làng chị có nghe không? Dạ không, để cho chị Meta đọc hết đoạn, chưa hết đoạn 1 mà Kim Nhung. Dạ chị Meta nghe và quý vị nghe Nhật Quỳnh nghe. Dạ nghe Nhật Quỳnh là chị tiếp tục đọc khi nào, tại vì trong đoạn 1 này nó tới mấy đoạn là chứ không phải nó một đoạn không đâu. Khi nào mà Nhật Quỳnh bớt hết mận một rồi, vừa Bali vừa Việt xong, Nhật Quỳnh sẽ tặng hoa, thì lúc đó chị hãy xuống mít ngang. Dạ, rồi giờ mời chị tiếp, bắt ta tiếp tục Nhật Quỳnh đốt mà bớt một đoạn Việt, rồi cùng đoạn Bali nữa, rồi mời chị bắt ta nha. Dạ, vậy Nam Mô Bổn Thầy Gia, bắt ta xin đọc tiếp. Để mà ta kéo xuống đọc tiếp. Dạ. Xin xả thủ. Xin. Không biết tại sao thế nữa. Dạ. Mới ta đọc tiếp đoạn này phải không ạ? Trong tóm lược về đối tượng có 6 loại đó là đối tượng của sự thấy, đối tượng của sự nghe, đối tượng. Dạ mời chị Meta cầm mic lại ạ. Tát thát ru bá mê quá ru bà rầm má năng tát thà sát thà đá dồ sát đà rầm ma na đi ni tham ma râm tham ma râm ma râm ma năng ba na ba sa đá su khu ma ru ba chích ta chê ta si cá nếp ba na banh nhắc tí quá xề na chát tha sang gây hành tí. Nơi đây chính xác là đối tượng của sự thấy, cùng thế ấy âm thanh mùi vị vân vân, nhưng đối tượng của sự biết có 6 là những phần nhảy của ngũ quan, 5 sắc thần kinh sắc tế, tâm tâm sở niết bàn và khái niệm tục đế. Dạ vậy là xong ha. Dạ ta xin xuống mic ạ. Dạ alo. Dạ trước hết con xin kính đỉnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đỉnh lễ ngày
Kính chào thầy Kinh ạ. Kính chào anh chị ở trong lớp học. Con tưởng đọc có một đoạn nhỏ nhỏ phía trên thôi. Dạ, thành ra là đọc một đoạn mà hai ý. Dạ, con xin đọc bài ạ. Tathachak khudwa rikachitta nang sabbe sambiru bam e wa aram manang tành cha bách chốt bàn nà e wa ta thà sổ ta đòa ri ca chi ta đi nam bi sa đà đi ni ta ni cha bách chốt bàn nà ni về quá với tất cả những loại nhãn thức chính hình thể nhìn thấy được là đối tượng. Điều này cũng vậy, chỉ xảy ra trong hiện tại. Cùng thế ấy, âm thanh đối với nhị thức và cũng chỉ thuộc về hiện tại. Mano đòa ri ca chi tà nằng ba na cha bi thầm bi bách chốt bàn nằm a tì tằng a nà ga tằng cà la huy mút tành cha gia thà ra hàm à làm ba nàm hồ tí. Nhưng sáu loại đối tượng của tâm phát sanh qua ý môn thì tùy trường hợp, thuộc về hiện tại, quá khứ, vị lai và không tùy thuộc thời gian. Dạ, con đã đọc xong rồi ạ. Dạ, kính cảm ơn chị Nhật Huỳnh đã post bài. Dạ, kính mời vị kế tiếp ạ. Con xin xuống mic ạ. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Tha Giá, con kính đảnh lễ Phật Tổ Chư Đức. Kính chào Thầy Kinh, kính chào quý anh chị trong đạo tràng. Con xin đọc đoạn 3. Đòa rá quý mút tà năng cha ba ná, bát tí sẵn thí ba quần gá chú, cú tí sẵn kha tà năng, chát bít thầm lý. Gia tha sầm báo quần về phù phú phú chề ná báo quần ta rề chát đòa ra gá ra gá hí tăng bách chúc bàn nặng á tì tăng bàn nhà bàn nhát tiếp phù căng hòa cầm măng cầm má ní mít tăng gá tí ní mít tát sầm tăng à lầm ba năng hồ tí. Đối với các loại tâm không tùy thuộc nơi căn môn nào như tục sinh, hổ kiếp và tử, bất luận đối tượng nào trong sáu đối tượng kể trên cũng có thể phát sanh. Phần lớn các đối tượng này được bám vào xuyên qua sáu căn môn thuộc về kiếp sống tức khắc trước đó, như là đối tượng quá khứ hay hiện tại, hoặc như những khái niệm. Chúng được gọi là nghiệp, biểu tượng của nghiệp, hoặc một biểu tượng của trạng thái tái sanh. Và con đã đọc xong, xin gửi mic lại cho vị kế tiếp ạ. Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ, con Nguyên Trang. Dạ, trước hết con kính đảnh lễ ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Dạ, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức. Con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni. Dạ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, kính chào Thầy Kinh. Dạ, con xin đọc đoạn 4 ạ. Tê su cách Tê su chắc Cú huỳnh nhà nà đi ni giác thà ni giác thắc cà mằng rù bà đi e phong chú. Cái chữ mà mình đọc là đi e hả chú, hay là đặt cái chữ mà chữ giờ chữ y ngắn chữ e đọc làm sao vậy chú? À, đi e đi là
Vậy là một cái là đoạn âm đi đi e hả chú? Đi e, dạ. Dạ rồi con xin cảm ơn ạ. Dạ con xin đọc lại. Tê su chắc cú huynh nhà nà tì đi dắt thắt ca măng rù bà đi e kê ca lầm bá nà nề quá măn nồ thà tút tí căng bá nà rù bà đi bành chà lầm bá nằng xê xà ni ca mà quá chá ra quý bà cà ni ha sa na chít tành chát tì sắp bá thà bí cà mà quá chá ra lầm bá nà quê nát quê nát quê quá chứ quê quá. Dạ con xin sám hối. Trong những loại tâm này, nhãn thức vân vân, tùy trường hợp có một đối tượng tương ứng duy nhất, nhưng như sắc hay thinh hương vân vân, như ba thành phần tâm có năm đối tượng như hình sắc, những loại tâm quả thuộc dục giới, còn lại là tiếu sanh tâm. Có những đối tượng hoàn toàn thuộc dục giới. Dạ con xin nộp tiếp. Akusala niche wa nya na vip payut ta chau wa na nicha ti lo kut tarawat chita sappa lam ba na ni. Những loại tâm bất thiện và những động tốc ly trí có tất cả các đối tượng ngoại trừ những đối tượng siêu thế. Dạ xong hả cô? Dạ, dạ con cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã post và con cảm ơn thầy Kinh đã chỉ dạy. Dạ con xin xuống mic ạ. Dạ, kính mời đạo tràng có thể tiếp tục. Thiện Vũ nè, Xích Tấm Hương nè. Dạ, còn vị nào nữa đây nha, Quỳnh nhìn coi. Quỳnh Bài nè. Dạ, Quỳnh Chính Tâm nè. Dạ, mời quý vị tiếp tục đi. Nhật Quỳnh bớt bài hết một bài này xong rồi, Nhật Quỳnh sẽ đọc. Dạ, kính mời bàn tay quý vị. Mất hết tiêu hết trơn rồi. Dạ, thôi thì bây giờ không có bàn tay nào, Nhật Quỳnh kéo xin. À, mời, dạ mời. Nhật không biết. Không biết đọc cái nick này sao nha. Dạ, cầm mic đi xong rồi Nhật Quỳnh cho tín hiệu xong Nhật Quỳnh post cái đoạn số 5 lại cho nghe. Dạ, Nhật Quỳnh không biết đọc làm sao đây nữa. Dạ, rồi, kính mời. Dạ, con kính đánh lễ Tam Bảo, con kính đánh lễ Thầy, con kính đánh lễ Sư, con kính đánh lễ Đạo Tràng. Dạ, cho con xin đọc. Đoạn 5. Nyana sambayutta kama kwachara kusalani che chikwa pancha machana sangka tama binya kusala chati arahata maga phala qua chitta sambalambanani. Những loại tâm thiện dục giới hợp trí và thắng trí thông gọi là ngũ thiền, có tất cả những đối tượng ngoại trừ a la hán đạo và a la hán quả. Nyana sambayutta kama kwacharakiya chikwa
Viya Pinya Gupta Panya Chati Sapatha Pi Sapalamba Nani. Những loại tâm dư tác dục giới, hợp trí, loại tâm dư tác thông và tâm xác định có tất cả các loại đối tượng trong mọi trường hợp. Dạ, xong. Con xin xuống mic. Alo. À, dạ, con xin kính chào sư, thầy và đạo tràng. Con xin đọc bài đoạn tiếp là đoạn 6. Arupte sudutiya katu sanimahagata lambana ni se se sa nimahagata cittang Nipana sabbani pipang nyata lampana ni lampana nilo kutta rachita ninipana lampana ni tí. Trong những loại tâm thuộc vô sắc giới, loại thứ nhì và loại thứ tư có những đối tượng đáo đại. Đối tượng của tất cả những loại tâm thiền còn lại là những khái niệm. Đối tượng của các loại siêu thế xin lỗi của siêu thế là Niết Bàn. Dạ, con xin xuống mic. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, Nhật Quỳnh xin sám hối với đạo tràng, không biết cái đoạn Bali tiếp này sao Nhật Quỳnh bớt nó không có ra. Dạ, đạo tràng hoan hỷ chờ Nhật Quỳnh trong giây lát ạ. Dạ, Nguyễn Trang ơi, cho Nguyễn cầm mic giùm Nhật Quỳnh. Nhật Quỳnh sửa lại cái đoạn này sao Nhật Quỳnh bớt không có được. Dạ, mời Nguyễn Trang nha. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, con Nguyễn Trang. Dạ, một lần nữa con kính đảnh lễ Ngài Chư Đức, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con kính chào thầy kinh một lần nữa. Dạ con rất là sa thú anh hôm nay room là có anh Mỹ là cái tên mà hồi nãy cô hỏi là mất tiêu anh Kevin. Dạ với anh bài lên đọc tập đọc. Dạ bây giờ con thấy bài rồi đó cô, hơi sẵn con đọc luôn nha cô. Dạ con, ủa sao cái kia con cũng không thấy ta, cái máy của con thì không có thấy đoạn 7 mà thấy luôn cái phần mà banh chá huy sáu là cái đoạn 7 hả cô, đúng không cô? Dạ con nói đúng không dạ cô? Đoạn đọc là dạ con đọc đoạn 6. Dạ con xin đọc đoạn 6. Tiếp đoạn 6. Tại vì cái máy con nó không có cái chỗ tiếp, nó một khoảng trống mà. Dạ, con chỉ thấy được cái phần mà, cái phần nào ta? Sao con thấy nguyên một đoạn trống vậy? Ồ, cái máy không có vấn đề. Con chỉ thấy cái phần mà Banh Chá Huy Sáp-a-rít-tăng Rít-tam-hít-chá-chít-tăng
ta. Dạ đúng không nhỉ? Đúng rồi hả cô? Dạ, con xin đọc cái phần đó ạ. À. Bành cha quỳ. Quý vị ơi, con có làm mà. Con dạ, con xin đọc lại. Bành cha quỳ sabarit tam hichat hichachita nimahakke mahakate e kawisati wo hare athanip banago chare. 25 loại tâm liên quan đến những đối tượng dục giới, 23 tâm quả dục giới cộng một ngũ quan thức cộng một tiếu sanh tâm bằng 25. Sáu đến những đối tượng đáo đại, tâm thiện, quả và hành của nhị thiền và tứ thiền vô sắc. 21, 15 tâm thiền sắc giới và những tâm thiện, quả và duy tác ở sơ thiền và tam thiền vô sắc giới. Akasanan Chayatana không vô biên xứ và Akin Chanya Yatana vô sở hữu xứ. 15 cộng 6 bằng 21 đến những khái niệm Kasina. 8 đến Niết Bàn. Visanuttaramut tam hi ak kamak kapalut chite bằng chất sắp bát thắt chắc chê tí sắp tát thà tát thát sẵn gá hồ. Mười hai loại tâm bất thiện và tám loại tâm thiện và duy tác thuộc dục giới ly trí, loại tâm liên quan đến tất cả các đối tượng ngoại trừ những đối tượng siêu thế. 5. Bốn loại tâm thiện thuộc dục giới hợp trí và tâm thiện của ngũ thiền sắc giới. Apinya kusala citta liên quan đến tất cả ngoại trừ đạo và quả A-la-hán và sáu. Bốn tâm duy tác dục giới hợp trí, tâm duy tác của ngũ thiền sắc giới và ý môn hướng tâm. Manodwara vachana liên quan đến tất cả 38 pháp hạnh phúc. Mata pitu uppathanang puttada rasa sangaho anakula chakamanta etang mangalamuttamang. Hiếu thuận bậc sanh thành dưỡng dục vợ và con sở hành theo nghiệp chánh là phúc lành cao thượng. Supporting one's parents, cherishing husband, wife, cherishing one's children, not leaving one work undone, highest happiness. Dạ, con đã đọc xong ạ. Dạ, con xin, dạ con cảm ơn cô Nhật Quỳnh Foster. Dạ, con cảm ơn thầy Kinh. Con xin xuống hết ạ. Dạ, mời bác thầy á. Xin được quên ơi, post lên đoạn 1 lại, làm lại một dòng nữa, cho quý vị đọc lại lần nữa cho rõ ràng ha. Mới vô bỡ ngỡ đọc tùm lum. Xin phép lên, post lên lại đoạn 1, rồi quý vị nào lên đọc lại từ đầu là đọc lại ha. Ai đọc cũng được, đọc lại
đọc rồi á, mình cũng có thể mình đọc lại ví dụ như đoạn 1, đoạn 2, đoạn 3, đoạn 3, đoạn 3, đoạn 4 hoặc là không ai đọc thì người cũ vẫn có thể nhảy lên đọc cho đỡ tốn thời gian ha. Rồi đó, đoạn 1 sẽ quét lên là mời quý vị lên tham gia. Dạ, con xin đọc lại ạ. Con đọc lại là vì tại con không đọc không chưa được tốt, thành ra con đọc lại. À làm ba na sằng ga hồ, toát yếu về đối tượng cảnh. À làm ba na sằng ga hề, à làm ba na ni na, ma rù bà rằng, ma nằng, sát đà rằm ma nằng, gàn thà rằm ma nằng, rát xà rằm ma nằng, phốt tháp bà rằm ma nằng, thầm mà rằm ma nằng, chà ti cháp bi thà ni pha hoàn tí. Trong tóm lược về đối tượng có 6 loại, đó là đối tượng của sự thấy, đối tượng của sự nghe, đối tượng của sự ngửi, đối tượng của sự nếm, đối tượng của sự xúc chạm và đối tượng của sự hay biết. Tát tha rù ba mê qua rù bà ràm ma nằng, tát thà sát đà đa dồ sát đà ràm ma nà đi ni thầm mà ràm ma nằng, ba na ba xà đa su khu ma rù ba chít ta chề ta si ca nít bà na bành nhát ti qua xề na chát thà sằng gầy hàn tí. Nơi đây chính xác là đối tượng của sự thấy, cùng thế ấy âm thanh, mùi vị. Nhưng đối tượng của sự biết có 6 là những phần nhạy của ngũ quan, năm sắc thần kinh, sắc tế, tâm, tâm sở, niết bàn và khái niệm tục đế. Dạ, vậy là con đọc lại đã xong ạ. Con xin xuống mic. Cảm ơn chị Nhật Quỳnh đã post bài. Nam mô Bích Tha giá. Dạ. Con thành kính lãnh lễ đại đức Pháp Tăng Như Lai Nam Giao Đạo Tràng. Dạ, Nhật Quỳnh không thấy bàn tay nào. Châu Nguyễn ơi, Châu Nguyễn đã mất tiêu rồi. Châu Nguyễn có đọc bài không? Dạ, cảm ơn chị Meta Nguyên Trang cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, trong khi bạn đã chờ đợi. Dạ. Nguyên Trang, Nguyên Trang chắc lên rồi cái nick này Nhật Quỳnh phải đọc như sao nghe Nguyên Trang. Để Nhật Quỳnh mời chứ để Nhật Quỳnh không có biết nha Nguyên Trang. Chắc nó lên ở trên màn Zoom này đi. Dạ, kính mời ạ. Dạ, con kính chào sư, con kính chào thầy, con kính chào quý bạn đạo hữu. Dạ, con xin đọc đoạn 2. Ta thà cha khu tòa ri ca chi ta năng sa pe sa di ru pang e tua ram ma năng tan cha pa chu pan năng e tua ta tha so ta tua ri ca chi ta di năng di sa đà tini sani cha pachu pan na ni ye toa. Dạ, con đọc xong. Dạ, con xin xuống mic. Dạ, con
với tất cả những loại nhãn thức, chính hình thể nhìn thấy được là đối tượng. Điều này cũng vậy, chỉ xảy ra trong hiện tại, cùng thấy ấy, âm thanh, vân vân, đối với nhĩ thức, vân vân, và cũng chỉ thuộc về hiện tại. Dạ, con đọc xong, con xin xuống nước. Anh Mỹ ơi, còn anh Mỹ ơi, chừng nào mà anh Mỹ thấy thầy mà để chữ sa thú bay lên mấy con bông là xong anh Mỹ. Anh Mỹ lên mic lại nha. Dạ đúng rồi, có chữ khóa hoa. Chừng nào mà thấy thầy dơ cái bình hoa lên là biết là mình xong á anh. Ok, Nguyên Trang xuống mic ạ. Ồ dạ xin lỗi, tại vì không thấy cái phần ở dưới. Dạ con xin đọc tiếp. Mano tua rika chita nang pana cha bi dam bi bat chut panang atitang anagatang kala gri mutang chaya tara hang alam panang hoti. Như sáu loại đối tượng của tâm phát sanh qua ý môn thì tùy trường hợp thuộc về hiện tại, quá khứ, vị lai và không tùy thuộc thời gian. Dạ, con xin hết. À, dạ, con xin xuống mic. Dạ Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ con xin đọc đoạn 3 ạ. Đoạn 3. Đoà. Dạ để con kéo xuống. Đoà ra quý mút tà nành cha pa na pát tí sàn thi pha hoàn các chút tí sàn khà nà nàng bi thằng bi gia thà sầm pha quần về phiêu về na pha quần ta rề cha đoà ra ga hi tằng bắt chước bàn nằng á tì tằng bàn nhát tí phù tằng hòa cầm màn cầm mani mít tằng gati nimit tasam matang alam panang hồ tí. Đối với các loại tâm không tùy thuộc nơi căn môn nào, như tục sinh, hộ kiếp và tử, bất luận đối tượng nào trong sáu đối tượng kể trên cũng có thể phát sanh. Phần lớn các đối tượng này được bám vào xuyên qua sáu căn môn thuộc về kiếp sống tức khắc trước đó, như là đối tượng quá khứ hay hiện tại, hoặc như những khái niệm, chúng được gọi là nghiệp, biểu tượng của nghiệp, hoặc một biểu tượng của trạng thái tái sanh. Dạ. Dạ, con xin xuống mít ạ. Dạ, con kính cảm ơn cô, kính cảm ơn cô Nhật Quỳnh, cảm ơn thầy Kinh. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ, cảm ơn cô Nhật Quỳnh cho biết đã nghe rõ. Dạ, cảm ơn quý vị. Dạ, con xin đọc đoạn 4 ạ. Tê số chắc khu huynh nhà nà đi ní giác tha giác tha cá mặn.
ru ba đi ê kê ca lâm ba na nê quá ma nô tha tút tí căng ba na ru ba đi bành cha lâm ba năng xê xa ní ca ma quá cha rá quý ba ca đâu rồi. Dạ, con đọc tiếp. Sê sa ni ca ma quá cha ra quý bà ca ni ha sa na chích tình cha tí sắp bá thà bí ca ma quá cha ra lầm bá nà nề quá. Trong những loại tâm này, nhãn thức vân vân, tùy trường hợp, có một đối tượng tương ứng duy nhất như sắc hay thinh hương vân vân. Nhưng ba thành phần tâm có năm đối tượng như hình sắc vân vân, những loại tâm hòa thuộc dục giới còn lại và tiếu sanh tâm có những đối tượng hoàn toàn thuộc dục giới. Akusala ni Akusala ni chê quá nhà ná quýt bá dút tá chá quá nà ní chà tí lô cút tá rá quách chí tá sắp bà lầm bá nà ní. Những loại tâm bất thiện và những động tốc ly trí có tất cả các đối tượng ngoại trừ những đối tượng siêu thế. Dạ, như vậy là xong cái đoạn này. Dạ, mấy ta xin trả mất ạ. Rồi bây giờ nó đâu mất rồi, mấy ta không biết làm sao xuống đây nữa. Dạ, Nam Mô Bích Thà Giá. Con kính đảnh lễ xin trí đức, kính chào thầy Kinh, kính chào quý anh chị trong đạo tràng. Cảm ơn chị Nhật Quỳnh và các bạn cho biết tín hiệu nghe rõ. Con xin đọc đoạn năm ạ. Nhà ná má sầm bá dứt tá cà mà quá chá ra cú xá là ní chê quá bằng chá mát chà ná sằng khà tá má bình nhà cú xá lằng chà tí á ra hát tá mát gấp tá lá ba lá quát chi tá sắp bà lầm ba nà ní. Những loại tâm thiện dục giới hợp trí và thắng trí thông gọi là ngũ thiền, có tất cả những đối tượng ngoại trừ a la hán đạo và a la hán quả. Nhà ná sâm ba dứt tá cà mà quá chá rá phí già chề quá thí già bình nhà quất tha ba năng trà tí sắp ba thà bí sắp bà lầm ba nà ní. Những loại tâm di tác dục giới hợp trí, loại tâm di tác thông và tâm xác định có tất cả các loại đối tượng trong mọi trường hợp. Dạ, con xin gửi mít lại cho đạo tràng ạ. Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Tham Mà Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ thưa con Châu Nguyễn ạ, con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức và con kính đảnh lễ sư Pháp Trang, con kính lễ chư tôn đức tăng, con kính chào thầy Kinh và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con cảm ơn cô Nhật Huỳnh, cô Meta, cô Trần Đạo, con cảm ơn mọi người đã cho con biết tín hiệu ạ. Dạ con xin phép được đọc bài ạ.
đoạn 6. Arupe su dutiya chatutthani mahagata lambanani sesani mahagata cittani panasappa ni bipanyatta lambanani lokuttara cittani nippana lambanani ti. Trong những loại tâm thuộc vô sắc giới, loại thứ nhì và loại thứ tư có những đối tượng đáo đại. Đối tượng của tất cả những loại tâm thiền còn lại là những khái niệm. Đối tượng của các loại tâm siêu thế là Niết Bàn. Bành cha quỳ sa pa rít tầm hi cha chít tà ni ma hắc gá tì e ka vi sa tí vô ha rê a tha nếp bà na gô chá rê. 25 loại tâm liên quan đến những đối tượng dục giới. 23 tâm quả thuộc dục giới cộng một ngũ quan thức cộng một tiểu sanh tâm bằng 25. 6. Đến những đối tượng đáo đại và tâm thiện quả và hạnh của nhị thiền và tứ thiền vô sắc. 21. 15 tâm thiền sắc giới và những tâm thiện quả và duy tác của sơ thiền và tam thiền vô sắc giới. Akasa nan cha yatana không vô biên xứ và akinchanya yatana vô sở hữu xứ. 15 cộng 6 bằng 21. Đến những khái niệm kasina. 8 đến niết bàn. Visanuttara mút tầm hi agamagga phalutrite bành cha sappatha chắc chề tí sattatha tattha sangha hù. Hai mươi, mười hai bất thiện và tám loại tâm thiện và duy tác thuộc dục giới ly trí, loại tâm liên quan đến tất cả các đối tượng, ngoại trừ những đối tượng siêu thế. 5. Bốn loại tâm thiện thuộc dục giới hợp trí và tâm thiện của ngũ thiền sắc giới. A. Avinya Kusala Chitta liên quan đến tất cả ngoại trừ đạo và quả A-la-hán và 6. Bốn tâm duy tác dục giới hợp trí, tâm duy tác của ngũ thiền sắc giới và yếm tâm Mano-đoà-ra-vách-tra-na liên quan đến tất cả. Ba mươi tám pháp hạnh phúc. Mata-pitu-ut-bát-tha-nang-bút ta đà ra sa sang ga hồ a nè cú là cha cầm man ta e tăng mang ga la mốt ta mang. Hiếu thuận bậc sinh thành, dưỡng dục vợ và con, sở hành theo nghiệp chánh là phúc lành cao thượng. Supporting one's parents, cherishing husband, wife, cherishing one's son, not leaving one's work undone, highest happiness. Dạ con cảm ơn cô Nhật Huỳnh đã post bài. Dạ con cảm ơn thầy. Dạ con kính dâng mít lại cho đạo tràng ạ. Dạ Nam Mô Bụt Tha Dạ. Dạ cảm ơn Châu Nguyễn. Dạ Nam Mô Tha Giá. Dạ Quỳnh Kinh ơi, cho trả bài tới mấy giờ cho Nhật Quỳnh biết. Bây giờ Nhật Quỳnh đọc, Nhật Quỳnh không quét bài ra. Dạ mời Quỳnh Kinh. Sao hết. Hôm nay đổi cách làm
cũng hơi bị rối đội hình ha. rối tung lên. À, ok, nghe rõ không? Rồi, bây giờ mình vô học đi, hôm nào đọc xong hết nè, rồi bắt đầu mình vô học, học cái bài hôm nay. Thì hôm nay chúng ta bắt đầu, thì trước là mình lúc trước, mấy tuần trước là mình học về cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, rồi cảnh ngủ. Thì Nhật Quỳnh khỏe, boss bài thôi, tha bữa nha. Từ tới đọc. Hết bài rồi, giờ đọc lại từ đầu nữa. Tha cho con Nhật Quỳnh bữa đi. Đó, mình học về cảnh sắc, thinh, khí, vị, xúc, rồi học về cảnh ngủ, cảnh danh pháp, rồi cảnh chế định, rồi cảnh chân đế, cảnh thực đế, và quan học được rất là nhiều loại cảnh ha. Bây giờ mình bước vô cái nhóm C, là từ cảnh từ 10 cho đến 12, là mình học nhóm C. Rồi mình học được 9 cảnh rồi đó, giờ mình học nhóm C, từ 10 tới 12. Và số 10 là cảnh dục giới. Kamaramana, cảnh dục giới, đó là những cái cảnh thuộc về dục giới. Thì trước có ghi đó, cảnh Kamaramana, chi pháp, và ghi lại đi, chi pháp, 2 chấm, 21 sắc, mở ngoặc, trừ 7 sắc cảnh sắc, trừ 7 sắc cảnh giới, trừ 7 sắc cảnh giới. Sắc thinh khí vị cộng tam đại đóng ngoặc lại. Năm bốn là dục giới và tâm sở thuộc dục giới. Đó đúng rồi. Thì giờ quý vị đọc cái câu này mình sẽ thấy cảnh dục giới, cái chi pháp của nó là 21 cảnh sắc. Thì cảnh sắc mình biết, mình học rằng là nó có 28 ha. Tức là bốn cái tứ này là cộng với là 24 sắc y đại sinh. Thì có 28 sắc. Bây giờ nó trừ ra 7 cảnh sắc, tức là ở đây trừ 7 sắc cảnh giới. Cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị là 4. Cảnh xúc là thuộc về tam đại, là đất, lửa và gió. Thành ra nó có tới 7, nó trừ 7 nó ra thì mình còn lại 21 cảnh sắc. Thì bây giờ tại sao cảnh dục giới mà nó trừ ra 7 cảnh sắc, cảnh thinh, khí, vị, xúc là trừ ra những cái cảnh này. Mà mấy cảnh này á, thì mình đã học, mình biết á, thì nó cũng nằm trong dục giới chứ nó đâu phải là ngoài dục giới. Thì thật sự nó là cảnh dục giới thôi chứ nó không phải là ngoài ra. Mà bởi vì mình đã học trên, mình học cảnh sắc là đối tượng của nhãn thức, cảnh thinh, khí, cảnh vị, cảnh xúc là học rồi ha. Rồi mình học nó thuộc về cảnh ngũ, nó cũng có rồi, tức là nó có những cái trong đó rồi. Cảnh chân đế nó cũng có. Và khi xuống tới phần cảnh dục giới thì nó bỏ ra bớt cho nó phải lập điệp lại hoài ha, mình bỏ ra bớt chứ không có gì lạ. Nên nó còn là 21 cảnh sắc. Thật sự nó là 28, nó là 28 đủ luôn, nhưng mà giờ vô cảnh dục giới thì người ta bỏ ra để cho nó khỏi cái lẫn lộn với những cái cảnh phía trên. Cái gì đóng được ha. Rồi 54 tâm dục giới, 54 tâm dục giới là những cái loại tâm nằm trong phạm vi dục giới đó lên đó. Là mình tính từ bắt từ cái phần dục giới đi ngược lên đó, đó là 54 tâm dục giới. Và những cái tâm sở đồng sanh chung đó. Thì như vậy chi pháp của nó là 21 cảnh sắc, 54 tâm dục giới và những tâm sở thuộc về dục giới. Vì nhớ nhìn tưởng tượng ra được không? Hoặc là nhìn cái bản niêu là thấy không? Nhìn bản niêu bắt từ cái tâm dục giới đó. Tâm siêu thế chìm 2, hiệp thế chìm 2, đáo đại, dục giới. Đó, thì bắt đầu từ dục giới đi ngược lên đó. Nắm được không? Alo. Alo, cho biết cái bóng này. Alo, còn nghe không? Được không? Nắm được không? Tức là nắm về cái chi pháp của cái cảnh dục giới ha. Nó là như vậy. Nắm được ha. Rồi. Bây giờ những cái cảnh dục giới này á, nó được biết bởi những loại tâm nào và để chúng ta xác định được. Thì bây giờ biết cảnh nhất định, tức là biết cảnh dục giới nhất định á, thì chúng ta có được 25 tâm. Biết cảnh nhất định, tức là biết cảnh dục giới này nhất định á, có 25 tâm. Bữa có ghi bài chưa? Bót lên lại coi.
Đúng rồi, à, với cảnh giới là có 25 tâm, 17 tâm vô nhân, từ kháng y môn, 8 đại quả thiện dục giới, à, là 17 với 8 là 25 phải không? Rồi giờ ghi như vậy thì mình đâu hiểu đâu, bây giờ mình lôi nó xuống, 17 tâm vô nhân, xuống dòng 17 tâm vô nhân, lôi xuống dưới, phân tích ra, 17 tâm vô nhân, tại sao nó chỉ biết cảnh dục giới nhất định? À, cái này mình phải đưa vấn đề ra để mình mới thấy được. Chứ đọc trong sách là mình chỉ có đọc như cái nãy là mình như điếc thôi chứ. 17 tâm vô nhân, lại gồm những tâm nào quý vị? 17 tâm vô nhân, trừ kháng y môn ra, còn những loại tâm nào liệt kê để dùng cái này. Bảy tâm vô nhân, Quyền Trang đâu? Ủ Xâm Thức là 10. Xếp Nhật Quỳnh, xếp Lát Ta, xếp Trần Đạo, Châu Nguyễn, rồi vân vân vân. Ủ Xâm Thức là 10 ha, rồi còn 7 cái nữa là nào? Hai Đức Thâu, Xà Thấu, Xà Thấu. Là 14, 12. Hai Quan Sát là 14. Ba quan sát vẫn à, bị đặt đó ha. Ba quan sát và 15 là gì nữa, các ngũ môn sinh tiếu nữa là 17. Cái gì ba tiếp thấu, bảy gì bảy, rồi liệt kê lại nè, gom lại nha, rồi quý vị gom lại cái ghi là đúng là ngũ Xâm Thức, ngũ Xâm Thức là 10 đúng không? Ngũ Xâm Thức là 10, hai Tiếp Thâu là 12, ba Quan Sát là 15, một Kháng Ngũ Môn là 16, một Ân Cứu Vi Tiếu là 17. Thì như vậy 17 tâm vô nhân này đó, nó biết cảnh dục giới, tức là nó biết cảnh sắc, cảnh biết những cảnh chi pháp này đó là thuộc về dục giới, thì nó biết cảnh dục giới nhất định. Nắm được chưa? Nắm được cái ý chung chưa đã? Là 17 tâm vô nhân là nắm được, nó biết được cảnh dục giới nhất định. Bắt cảnh dục giới nhất định nha. Rồi, bây giờ Ngũ Xâm Thức nè. Nó bắt cảnh gì? Cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc. Đúng không? Ngũ Xâm Thức gọi nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức. Thì nó bắt cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc. Thì nó thuộc về dục giới. À, và ra Ngũ Xâm Thức này biết cảnh giới nhất định, chứ ngoài ra nó không biết cảnh gì khác á, làm chưa? Tức là ví dụ như con mắt mình, cái thần kinh nhãn thức nó thấy, nó biết cảnh sắc, rồi nhãn thức có thể biết cảnh thinh không quý vị? Nhãn thức biết cảnh thinh không? Alo, còn nhãn thức biết cảnh pháp không? Dạ ở. Không, mà nhãn thức biết cảnh cảnh xúc không? Không luôn. Rồi như vậy thì chúng ta thấy rằng nhãn thức mới biết cảnh sắc duy nhất. À, cũng vậy, nhĩ tỷ thiệt thân cũng vậy, mỗi một cái cặp thức như vậy nó chỉ biết một cái cảnh riêng của nó thôi. Điều nhĩ thức biết cảnh thinh, tỷ thức biết cảnh khí, vị thức thiệt thức biết cảnh vị, mà thân thức biết cảnh xúc. Năm cái này là năm cặp này là 10 cái là Ngũ Xâm Thức thì biết cảnh thuộc về sắc thinh khí vị xúc, mà thuộc về dục giới và nhất định. Ngoài ra nó không biết cảnh khác, nó không biết cảnh nó đại, nó không biết cảnh siêu thế, nó không biết này kia nọ, thì nó chỉ biết duy nhất là cảnh dục giới thuộc về chân đế, tức là 17 tâm vô nhân biết dục cảnh dục giới thuộc chân đế. Ghi ra để dễ hiểu ha. Tức là nó không biết tục đế nha, nó chỉ biết chân đế thôi. 17 tâm vô nhân biết cảnh dục giới thuộc chân đế.
Rồi, đúng rồi, xa thứ, xa thứ ha. Quý vị nắm được không? Nắm được cái này chính xác không? Nắm được cho biết đây, để tôi đi qua cái mình không hiểu gì luôn. 17 tâm nhiêu nhân, ngũ sanh thức là 10. Hai tiếp theo qua quan sát cái ngũ ưng cũng quy tiếu, chỉ biết cảnh dục giới thuộc chân đế. Nắm được không? Thiền vũ được rồi, mấy gì kia sao? Alo. Mấy cái bài này cũng khó hiểu lắm nha, vì nó cũng có sự liên hệ đến cái lộ trình tâm á, thành ra nó cũng khó. Giờ mình có được thì quá xa thú ha. Hiểu được bài này mình học qua cái phần lộ trình tâm á, mình hiểu dễ lắm, mình hiểu nó dễ dàng ha. Còn thôi qua đó bơi luôn. Chứ thì mình hiểu á, ship bách pha, ship Hồng Nhung trừ từ. Quý vị nắm được không? Alo. Chứ Trần Đạo nắm được không? Chứ Trần Đạo dạo này số 1 luôn á. Hiểu quá dữ luôn. Ông Nguyễn hiểu không? Tí ta đâu rồi? Em đâu rồi? Vì có người bắt cảnh, bắt cảnh gì? Cái gì? Chìm xuống nước thì bắt cảnh gì? Cái gì? Em thấy bắt cảnh gì? Alo. Chìm xuống nước thì bắt cảnh thủy cung. Cảnh dưới nước á, cảnh thủy cung. Cảnh thủy cung gặp gặp người cá chứ, gặp gặp những gì đó ở dưới nước, ông dưới nước kia bao nhiêu quên rồi, lâu quá quên gặp đó này, ông xếp sòng dưới nước đó. Không phải ông vua dưới nước là gì, ở dưới thủy cung rồi có ông vua thủy tạ Long Dương, là Long Dương đúng rồi, cho ta là Long Dương, Long Dương chứ phải Long Vương, Long Vương xuống như gặp Long Dương chứ. Còn mấy anh là trẻ trẻ xuống gặp Long Dương, Long Dương gả cho công chúa thủy tề, không nhớ thủy tề. Rồi đó là 17 tâm giao nhân, biết cảnh dục giới thuộc về chân đế là một ha. Rồi tiếp đến là 8 tâm đại quả dục giới, 8 tâm đại quả, 8 tâm quả dục giới tình hảo. Vậy đó, vậy 8 tâm quả dục giới tình hảo gồm những tâm gì, quý vị nhớ không? Alo. 8 tâm quả dục giới tình hảo. Tiếp ai nhớ nói rồi, ai nhớ giờ tay lên đọc cái coi, ai nhớ bây giờ tay lên đọc giùm cái xuống mic. Ai nhớ Sư Nguyên Trang rồi, mời Sư Nguyên Trang chào thấu. Dạ, 8 tâm quả dục giới tịnh hảo là quả thọ hỷ hợp trí vô trợ, tâm quả hỷ hợp trí hữu trợ, tâm quả thọ hỷ ly trí vô trợ, tâm quả thọ hỷ ly hữu trả hợp trí vô trợ, tâm quả thọ xả, quả thọ xả ly trí vô trợ, ly trí hữu trợ, tâm quả thọ xả ly trí hữu trợ là 8 tâm tất cả. Dạ con xin xuống mic ạ. Ơi xa thứ, xa thứ, nhưng mà nếu mà đọc đúng á, là phải đọc đủ chữ thiện vô luôn nha. Tâm quả thiện thọ hỷ nó mới biết quả, thường quả gì mới được chứ, quả thiện chứ quả di tác, quả vô nhân, tâm quả thiện thủy hợp trí vô trợ đàng hoàng, đọc đầy đủ ha. Rồi như vậy là giờ 8 tâm đại quả dục giới nó biết cảnh, biết cảnh dục giới này mà nhất định bởi vì 8 tâm này thuộc về quả, nó làm công tác tục sinh, nó chỉ làm cái nhiệm vụ là tục sinh. Rồi tục sinh nó làm qua phần sự hộ kiếp và tử, thì như vậy nó chỉ bắt cảnh thuộc về dục giới thôi, nó từ tâm thuộc về dục giới mà nó là tâm quả tục sinh trong cõi dục giới, cho nên nó chỉ bắt được cảnh dục giới thôi, chứ nó không bắt được cảnh là sắc giới hay bộ sắc giới, nó chỉ bắt được cảnh dục giới. Cho nên tâm quả dục giới tịnh hảo là nó biết cảnh dục giới, bắt cảnh dục giới thuộc về chân đế, nó cũng bắt về cảnh dục giới mà thuộc về chân đế thôi, chứ nó không có bắt được cảnh, những cảnh khác ngoài dục giới. Tại vì nó thuộc về tâm quả làm phận sự công tác, tục sinh, hồi kiếp, và tử. Chứ nó không có biết qua ngoài cái dục giới. Đó là cái nhiệm vụ của cái tâm 8 cái tâm quả này.
như vậy ghi ra tám tâm quả dục giới tịnh hảo. Chỉ biết cảnh dục giới thuộc chân đế. Hello, có nghe không? Hello, hello. Đúng rồi, xa lắm, xa lắm. Cho Nguyễn Quyền đúng chính xác ha. Rồi, như vậy là về biết cảnh nhất định là mình đã học 25 tâm, là 17 tâm vô nhân và 8 tâm đại quả, là có 25 tâm biết cảnh dục giới nhất định. Nắm được ha? Nắm được cho bông lên đi. Alo. Nắm được hết chưa quý vị? Rồi, hay nữa không? Người Trang dạo này giỏi quá, người Trang tiến bộ dễ sợ luôn. Thì học tới đâu hiểu tới đó. Dạ thú ha, rồi. Tám tâm này, mới nói thì xong giờ bắt nói lại nữa trời. Tục sinh, hồ kiếp, tử, và mót luôn. Người ghi trong cái luôn, tục sinh, hồ kiếp, tử, mót. Biết sơ sơ thôi, nếu mình học vô lộ trình tâm á, vô lộ trình tâm không biết sao, chắc nghĩ là chỉ cho nó mình ghi cái diễn tiến của lộ trình tâm cho nó rõ ràng, khó cho nó ha. Thì cũng phải chọc cho xong thôi, từ từ ha, chậm chậm lại xíu, đi từ từ lại chắc cú. Rồi, nắm được hết hả? Nắm về cái 25 tâm biết cảnh dục giới nhất định ha. Rồi, bây giờ biết cảnh không biết không nhất định nè. Biết cảnh không nhất định. Ghi ra luôn, boss ghi ra luôn lại. 31 tâm. Rồi, đúng rồi. Biết cảnh không nhất định, tức là nó biết cái cảnh dục giới này đó, tức là nó biết cảnh mà mình mới học đó, cảnh dục giới là cảnh sắc và 5-4 tâm dục giới đó. Thì nó biết cảnh dục giới này không có nhất định, bởi vì sao? Bởi vì ngoài cái dục giới nó còn biết qua những cảnh khác nữa. Thành ra như là mình lôi xuống từ thằng nó, ví dụ 12 thằng bất thiện, 12 tâm bất thiện là nó biết cảnh dục giới, đúng không? Nó biết cảnh dục giới, nó biết chứ, nó biết cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp, nó biết không? Rồi nó biết luôn những cái cảnh khác như cái cảnh chân đế, nó biết không? Chân đế nó biết không cái gì? Chân đế nó biết luôn, tục đế nó biết luôn, cảnh sắc nó cũng biết luôn, mà cảnh danh pháp nó cũng biết luôn. Thành ra nó biết ngoài cái dục giới này nó biết nhiều cái khác nữa, chứ không phải là nó chỉ biết cảnh dục giới không. Cho nên nó được gọi là biết cảnh dục giới mà không nhất định. Là biết cảnh dục giới không nhất định là 12 tâm bất thiện, là biết cảnh dục giới không nhất định. Rồi 8 tâm thiện dục giới tịnh hảo, tức là những cái tâm làm việc thiện, tâm mà khởi lên để làm những công tác thiện đó. Thì những cái tâm này nó biết cảnh dục giới, biết luôn cảnh chân đế, nó biết cảnh tục đế, nó biết luôn cảnh danh pháp, nó biết luôn cảnh sắc pháp, nó biết tùm lum nha. Thành ra nó biết cảnh dục giới này là không nhất định. Nắm được chưa? Rồi 8 vị tác cũng vậy, 8 vị tác cũng dục giới tịnh hảo, cũng biết nhiều thứ, nhiều loại ha. Rồi kháng nghi môn, kháng nghi môn này là nó biết cảnh dục giới, bởi vì nó trong cái lộ tâm dục giới nó cũng có kháng nghi môn, trong cái lộ những cái lộ tâm mà nó biết cảnh trần đế cũng có nó, mà cảnh tục đế cũng có nó, và nó biết nhiều thứ lắm. Cho nên 12 tâm bất thiện, 8 dục giới tịnh hảo, 8 tâm duy tác dục giới tịnh hảo, kháng nghi môn và 2 tâm thông, tức là 2 tâm thần thông này biết cảnh dục giới, biết cảnh sắc giới, và biết cảnh siêu thế, nó biết cảnh chân đế, tục đế gì nó biết tùm lum ha. Thành ra biết cảnh dục giới không nhất định là mình biết được nó có 31 loại tâm có thể biết được cảnh tục, cảnh chân đế, cảnh dục giới này. Bởi vì nó chỉ bất định thôi, tức là nó bất định, tức là nó không có nhất định là duy nhất một cảnh dục giới, mà nó biết nhiều cảnh khác ngoài ra cảnh dục giới nữa. Gì lắm được không? Alo.
Ừ, ha, khi mình biết được cái nhất định rồi cái bất định là mình thấy liền ha, mình thấy nó lòi ra liền ha, thấy rõ ràng liền. À, giống như giờ mình khởi lên tâm tham, thì tâm tham nó biết cảnh sắc, cảnh thinh nó tham cảnh sắc, tham thinh khí vị xuất phát nó biết được luôn. À, nhưng mà nó biết luôn cảnh chân đế luôn, nó biết luôn cảnh thực đế luôn, nó biết tùm lum ra, nó biết. Thành ra gọi là biết cảnh dục giới không nhất định là như vậy. À, nắm được ha. Được chưa? Alo. Được ha, qua cái phần đó ha. Rồi. Tức là bây giờ mình có được là nhất định là 25 tâm, không nhất định là 11 tâm, thì tổng số tâm mà biết được cảnh dục giới có là 56 tâm. Vừa nhất định mà vừa bất định luôn, đúng chưa? 56 tâm gồm 25 với 31 là 56, đúng không? Thì như vậy là cảnh dục giới chúng ta có tổng cộng là 56 loại tâm biết vừa nhất định vừa bất định. À, thì như vậy là cái phần cái bài số 10 là cái cảnh số 10 là cảnh dục giới kamaramana, cảnh dục giới ramana. Rồi xuống dòng số 11 cảnh đáo đại. Anhakataramana. Cảnh đáo đại. Cảnh đáo đại là cảnh gì quý vị? Đáo đại alo. Cảnh thiền đúng rồi, xa thú. Thì đáo đại gồm có bao nhiêu loại? Đáo đại có mấy loại? Đáo đại, khoan khoan bót lên cho Châu Nguyễn để hỏi. Bót lên nghe bẫy mánh sao nhỉ? Sắc giới và vô sắc giới, xa thú. Chưa có chân bót lên bẫy gì hết trơn, ta biết hết rồi. Đáo đại gồm có sắc giới và vô sắc giới, làm dồn cái bảng điêu hai cái khối hai bên đó. Bên sắc giới bên sắc giới, bây giờ vô sắc giới rồi về cảnh đáo đại này có bao nhiêu biết hả? Hay vậy. Rồi chi pháp có 27 tâm thiền, 27 tâm thuộc về đáo đại, có 27 tâm thiền cộng tâm sở phối, còn tâm sở phối học. Hello. Ghi ra chưa? Ghi lại nữa đi. 27 tâm thiền rồi, ai lên trình bày dùm cái coi, giơ tay lên đọc rồi dùm 27 tâm thuộc đáo đại này coi. Ai giơ tay tình nguyện đây. Giờ một người đọc về sắc giới, một người đọc về vô sắc giới, đó là hai người tình nguyện. Mời hai người tình nguyện nha. Mời lên đọc coi. Người đang lên giơ tay đi, người đang giơ tay lên coi. Xin Diệu Quỳnh, rồi mời xin Diệu Quỳnh, xa thấu. Mình kêu đọc mà tâm sắc giới và vô sắc giới phải không Quỳnh? Dạ, cảm ơn Châu Nguyễn. Dạ, Nhật Quỳnh nghe không có kịp. Tâm sắc giới, dạ, tâm sắc giới thì gồm có 15 tâm sắc giới, tâm thiện có sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, có phải gì không Quỳnh? Đọc gì không? Không biết nữa. Và thông thiện, nhà có phải đọc tâm hỷ hay là tâm xả hay không? Thọ hỷ thọ xả hay không? Hay là đọc chị thôi? Dạ, Nhật Quỳnh không có rành lắm nên là tập đọc đó mà. Dạ. Tâm quả gồm có 5 là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền và ngũ thiền. Tâm duy tác có sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền. Và tâm thông tốt. Dạ, trong này có 5 tâm sắc, 15 tâm sắc giới. Dạ, không biết sai trúng chỗ nào thì Vinh chỉ dạy lại. Còn một tâm nữa thì để cho một vị khác lên đọc. Nam Mô Bụt Tha dạ.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ, không biết đạo tràng có nghe được âm thanh của Mata không? Dạ, cảm ơn quý vị cho biết đã nghe rõ. Dạ, con xin đọc 12 tâm vô sắc giới, đó là tâm thiện, không vô biên xứ, tâm thiện, thức vô biên xứ, tâm thiện, vô sở hữu xứ. Dạ, người ta xin sám hối. Dạ, tâm thiện, phi tưởng xứ. Dạ, bốn tâm quả đó là tâm quả không vô biên xứ, tâm quả thức vô biên xứ, tâm quả vô sở hữu xứ, tâm quả phi tưởng xứ. Và bốn tâm duy tác sắc, vô sắc giới đó là duy tác không vô biên xứ, duy tác thức vô biên xứ, duy tác vô sở hữu xứ và duy tác phi tưởng xứ. Và mình ta xin xuống mất ạ. Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ, một lần nữa con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức. Dạ, con kính chào toàn thể đạo tràng, kính chào thầy kinh. Dạ, con xin đọc cái phần mà 27 tâm đáo đại. Dạ, 27 tâm đáo đại được chia làm hai, tâm sắc giới và tâm vô sắc giới. Tâm vô sắc giới, tâm sắc giới thì có 15 tâm, con xin lỗi. Đọc lại. Dạ, 27 tâm đáo đại được chia làm hai, tâm vô sắc giới và tâm sắc giới. Tâm sắc giới có 15 tâm được chia làm ba, tâm thiện sắc giới, tâm quả sắc giới và tâm duy tác sắc giới. Tâm thiện sắc giới thì có là tâm thiện sơ thiền sắc giới, tâm thiện nhị thiền sắc giới, tâm thiện tam thiền sắc giới, tâm thiện tứ thiền sắc giới, tâm thiện ngũ thiền sắc giới. Dạ, tâm quả sắc giới thì có 5, tâm quả sơ thiền sắc giới, tâm quả nhị thiền sắc giới, tâm quả tam thiền sắc giới, tâm quả tứ thiền sắc giới, tâm quả ngũ thiền sắc giới. Tâm duy tác sắc giới và có 5, tâm duy tác sơ thiền sắc giới, tâm duy tác nhị thiền sắc giới, tâm duy tác tam thiền sắc giới, tâm duy tác tứ thiền sắc giới, tâm duy tác ngũ thiền sắc giới. Và tâm vô sắc giới có 12 tâm được chia làm ba, tâm thiện vô sắc giới, tâm quả vô sắc giới và tâm duy tác vô sắc giới. Tâm thiện vô sắc giới có 4, tâm thiện không vô biên xứ, tâm thiện thức vô biên xứ, tâm thiện vô sở hữu xứ, tâm thiện phi tưởng phi tưởng xứ. Tâm quả cũng có 4, tâm quả không vô biên xứ, tâm quả thức vô biên xứ, tâm quả vô sở hữu xứ, tâm quả phi tưởng phi tưởng xứ. Tâm tác vô sắc giới có 4, tâm duy tác không vô biên xứ, tâm duy tác thức vô biên xứ, tâm duy tác vô sở hữu xứ và tâm duy tác phi tưởng phi tưởng xứ ạ. Dạ, con đã đọc xong ạ. Dạ, con xin xuống ạ. Ơi, xa thứ. Alo, nghe không vậy? Alo. À, rồi, đó là gọi đọc mà chia pháp, tức là chia ra vậy nha. Thì tâm đạo đại chia làm hai, là tâm sắc giới, tâm vô sắc giới, rồi chia này ha, chia hết ra vậy. Rồi giờ mời Sít Kim Nhung lên gom pháp giùm cái được không? Nãy giờ chia pháp, rồi giờ gom pháp. Rồi mời Sít Kim Nhung lên coi, post bài lên, rồi giờ mời lên nha. Con xin gom pháp. Tâm đáo đại có 27 tâm, tâm sắc giới gồm 15 tâm, tâm vô sắc giới gồm 12 tâm. Trong tâm 15 tâm sắc giới thì có 5 tâm thiện sắc giới, 5 tâm quả sắc giới và 5 tâm duy tác sắc giới. Trong 12 tâm vô sắc giới thì có 4 tâm thiện vô sắc giới,
bốn tâm quả vô sắc giới và bốn tâm duy tác vô sắc giới. Dạ, con đã gom xong ạ. Con xin xuống mic ạ. Dạ, con Mỹ, con xin gom pháp hay gom pháp về đạo đại tâm đạo đại. Tâm thiện sơ thiền sắc giới, tâm thiện nhị thiền sắc giới, tâm thiện tam thiền sắc giới, tâm thiện tứ thiền sắc giới, tâm thiện ngũ thiền sắc giới, gồm lại gọi là năm tâm thiện sắc giới. Tâm quả sơ thiền sắc giới, tâm quả nhị thiền sắc giới, tâm quả tam thiền sắc giới, tâm quả tứ thiền sắc giới, tâm quả ngũ thiền sắc giới, gồm lại gọi là năm tâm quả sắc giới. Tâm duy tác sơ thiền sắc giới, tâm duy tác nhị thiền sắc giới, tâm duy tác tam thiền sắc giới, tâm duy tác tứ thiền sắc giới, tâm duy tác ngũ thiền sắc giới, gồm lại gọi là năm tâm duy tác sắc giới. Năm tâm thiền sắc giới, năm tâm quả sắc giới, năm tâm duy tác sắc giới, gồm lại gọi là 15 tâm sắc giới. Tâm thiện không vô biên xứ, tâm thiện thức vô biên xứ, tâm thiện vô sở hữu xứ, tâm thiện phi tưởng phi phi tưởng xứ, gồm lại gọi là bốn tâm thiện vô sắc giới. Tâm quả không vô biên xứ, tâm quả thức vô biên xứ, tâm quả vô sở hữu xứ, tâm quả phi tưởng phi phi tưởng xứ, gồm lại gọi là bốn tâm quả vô sắc giới. Tâm duy tác không vô biên xứ, tâm duy tác thức vô biên xứ, tâm duy tác vô sở hữu xứ, tâm duy tác phi tưởng phi phi tưởng xứ, gồm lại gọi là bốn tâm duy tác vô sắc giới. Bốn tâm thiện vô sắc giới, bốn tâm quả vô sắc giới, bốn tâm duy tác vô sắc giới, gồm lại gọi là 12 tâm vô sắc giới. Dạ, con xin hết. Dạ, con xin xuống mic. Xà thứ, xà thứ ha. À, nhưng mà thiếu một cái. Gồm một cái thì thiếu một cái. Thiếu một cái chữ cuối. À, 12 tâm vô sắc giới, 15 tâm sắc giới gom lại là, gom lại là gì quý vị? À, tâm đáo đại. Nhưng mà khi mình gom, ví dụ như là tâm thiện sơ thiền, tâm thiện nhị thiền, tâm thiện tam thiền, tâm thiện tứ thiền, tâm thiện ngũ thiền, gom lại là tâm thiện sắc giới. À, chứ mình đừng gom lại là năm tâm thiện sắc giới, không cần phải có chữ năm vô. Tâm quả thiện sơ thiền, tâm quả thiện nhị thiền, tâm quả thiện tam thiền, tâm quả thiện tứ thiền, tâm quả thiện ngũ thiền, gom lại là tâm quả thiện sắc giới. À, chứ không cần phải động số nữa. À, khi mình gom xong mình gom hết, rồi xong mình gom lại cái cuối cùng là lá đại. Rồi, à, xà thú ha, nắm được không? Lâu quá không có làm cái vụ này, nhiều quỷ gì vậy cũng quên mất tiêu luôn. Rồi, bây giờ mình vô cái vấn đề ha. À, tâm đáo đại có 27 tâm thiền. À, diễn ra mấy tâm thiền cộng tâm sẽ phối không? Bây giờ hai mấy tâm thiền này biết cảnh nhất định nè, là biết nhất định có 6 tâm. Cửa ghi ra và bót lên coi. Biết cảnh nhất định có 6 tâm là 3 thức vô biên và 3 phi tưởng vô tưởng xứ. À, tức là bây giờ mình có được 6 tâm biết được cảnh đáo đại nhất định. Và 3 cái thức vô biên nè. Tại sao nó chỉ biết cảnh đáo đại nhất định? Bởi vì 3 cái thức vô biên xứ này đó, nó lấy đối tượng của nó là không vô biên xứ. À, tức là khi mà ta vô cái thiền, ta bắt cái đối tượng của cái tâm không vô biên xứ để làm đối tượng tu tập để thành tựu được cái thiền thức vô biên xứ. À, cho nên cái tâm không vô biên xứ, cái cảnh nó thuộc về cảnh đáo đại. À, cho nên thức vô biên xứ biết cảnh đáo đại, tức là biết cái tâm không vô biên xứ đó nhất định và không thể biết cái gì khác ngoài ra cảnh đó. Thì như vậy gọi là 3 cái thức vô biên xứ biết cảnh đáo đại nhất định, tức là nó biết cái tâm không vô biên xứ, lấy không vô biên xứ làm đối tượng. Bây giờ nắm được chưa? Hello. Không được ha. Ok. Ship nghe Nhật Quỳnh đó rồi, ship Meta đó rồi.
Thích Thần Đạo là ok. Mấy quý vị mới có ai nắm được không? Alo. Rồi lặp lại nữa ha, tức là ba cái thức vô biên đó. Thức quyền xứ nó bắt cảnh nó đáo đại, tức là nó bắt cái tâm thuộc về không vô biên xứ, tức là thuộc về tâm vô sắc đó. Thuộc về đại ha, nó bắt cảnh đó làm đối tượng để tu tập thành tựu được cái thức quyền xứ. Thì như vậy ba cái thức quyền xứ này nó chỉ biết cảnh đáo đại duy nhất, không biết gì ngoài nó ra không. Rồi ba phi tưởng, phi tưởng xứ thì nó bắt cảnh vô sở hữu xứ, nó bắt lấy cái tâm vô sở hữu xứ làm đối tượng để thành tựu phi tưởng xứ. Thì cũng vậy, nó cũng bắt cái cảnh thuộc về chân đế, thuộc về đáo đại. Cho nên ba thức vô biên xứ và ba phi tưởng xứ lấy cảnh đáo đại làm đối tượng duy nhất. Ngoài ra không có những cảnh nào khác ngoài cái đáo đại đó. Nắm được chưa? Alo. Hello. Xin Thiên Quỳnh đó rồi. Xin Mấy Ta đóng đây rồi. Xin Trần Đạo Châu Nguyễn Thi Lam gì vân 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 đang mất tiêu đang rồi. Thiên Vũ biết rồi ha, không hiểu ha, chưa hiểu. Xin Thiên Quỳnh chưa hiểu. Tức là giờ thức không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi tưởng xứ là thuộc về vô sắc giới, đúng chưa? Rồi người mà đắc cái thiền là thức vô biên xứ vậy đó, đó là ba cái tâm thức vô biên xứ, nó biết cảnh đáo đại duy nhất, bởi vì nó chỉ biết cái tâm thức vô biên xứ bắt cái cảnh không vô biên xứ. Tức là khi nó vô cái thiền này, nó lấy cái tâm mà không vô biên xứ làm đối tượng để nó tu tập thành tựu được thức vô biên xứ. Cho nên nó chỉ biết được cái cảnh thuộc về đáo đại duy nhất, tức là nó biết cảnh đó thôi, chứ nó không biết cảnh gì khác ngoài đó ra hết. Tức là nó bắt lấy cái tâm trước của nó đó, bắt lấy cái tâm của vô sắc giới đó, làm đối tượng. Thì như vậy, thức vô biên xứ chỉ biết cảnh duy nhất là đáo đại. Bởi vì không vô biên xứ là thuộc về đáo đại mà, nằm trong cái nhóm đáo đại mà. Nắm được chưa? Rồi cái phi tưởng xứ vậy, nó bắt lấy cái đối tượng nó là cái tâm thức, cái tâm vô sở hữu xứ làm đối tượng để nó tu đắc thiền phi tưởng xứ. Thì như vậy, thức vô biên xứ bắt lấy không vô biên xứ, phi tưởng xứ bắt lấy vô sở hữu xứ. Thì như vậy nó bắt cảnh thuộc về cảnh đáo đại hết, nó không có cái nào khác ngoài cảnh đáo đại ra. Nó chỉ biết duy nhất hai cái đó thôi, không có cái đó thì nó không thành tựu được. Nắm được chưa? Alo. Tiếp Nhật Quỳnh đâu rồi? Ha, dễ ủi vậy các bạn ha. Dễ ủi. Chứ mình làm lắm được ha, nói dễ quá, giảng dễ mà. Không ủi, dễ, không ủi. Rồi, đó tức là giờ biết cảnh đáo đại, nhất định là chỉ có 6 tâm, là 3 tâm thức vô biên xứ và 3 tâm phi tưởng xứ, là chỉ biết đáo đại một cách riêng biệt ha. Chưa? Rồi bây giờ tới biết không nhất định nè, biết cảnh không nhất định. Có 31 tâm. Biết cảnh không nhất định có 31 tâm. Rồi lọc ra ha. Kháng nghi môn 12 tâm bất thiện, 8 thì giới tình hảo, 8 di tác giới tình hảo, 2 tâm thông là biết cảnh đáo đại nhưng mà nhất định không nhất định, tức là nó biết không nhất định. Tức là bởi vì tâm kháng nghi môn này nó biết cảnh đáo đại, nó biết cảnh thiền nó vẫn biết, mà nó biết cảnh không thiền nó vẫn biết được như thường. Nó biết cảnh đáo đại, nó biết cảnh dục giới, nó biết cảnh cảnh mà thuộc về chân đế, cảnh tục đế nó cũng biết. Cho nên kháng nghi môn nó biết nhiều thứ, nhiều loại, chứ mà nó không nhất định. Cũng vậy, 12 tâm bất thiện như nãy mình học vậy đó, thì nó cũng biết tùm lum đó, nó biết cảnh đạo đại nó cũng biết, nó biết cảnh dục giới nó cũng biết, nó biết cảnh chân đế cũng biết, nó biết cảnh tục đế nó cũng biết. Thì 8 thiện dục giới tình hạ cũng vậy, 8 di tác cũng vậy, 2 tâm thông thì đương nhiên là nó phải biết nhiều thứ, nhiều loại ha. Thì như vậy biết cảnh đáo đại không có nhất định thì nó có 31 loại tâm như vậy. Kháng nghi môn, 12 bất thiện, 8 dục giới tình hảo,
tám gì tác dụng hảo, hai tâm thông à, là như vậy. Bởi vì nó ngoài cái cảnh đó lại ra, nó còn biết tùm lum là nó biết nhiều thứ nhiều loại à, đó là à, biết cảnh đó lại không nhất định. Bởi vì thông được cái này chưa à, dễ hiểu ha, nó có nhiều không thông được chưa, cho biết đi. Alo. Ừ, không? À, tức là nó biết không phải một cái mà nó biết nhiều cái khác nữa à, mình đang kêu là biết không nhất định. Rồi thông được không, xong qua không? Rồi rồi bây giờ mình bước thêm một cái đối tượng nữa, một cái cảnh nữa là số 12 là cảnh Niết Bàn. Niết Bàn Rammana, cảnh Niết Bàn số 12. Rồi. Khoan khoan bớt ra nha, cảnh Niết Bàn. Rồi Bàn chi pháp là gì, ai biết không? Đối tượng đó là cái gì, cảnh Niết Bàn là cái gì, chi pháp nó là cái gì, trong bản nêu nó nằm đâu quý vị? Bản nêu nó nằm đâu? Alo. Cảnh Niết Bàn bản nêu nằm đâu, phải với sự thế đâu phải? Niết Bàn nó nằm ở đâu, có ai nhớ không? Quên hết rồi. Bên nào, bên trái? Trật lắc luôn. Trật hết rồi. Cái gì sắc pháp? Niết Bàn gì sắc pháp? Ai lên nói được giơ tay coi. Rồi mọi người đang lên nói được giơ tay coi. Nằm chỗ nào, bản điều chỉ coi nha. Rồi. Dạ Nam Mô Bích Thai Giá, dạ con kính lệnh lễ Ngài Trí Đức, dạ con kính chào thầy Kinh, kính chào toàn thể đạo tràng. Nghĩ trong đầu mà nói cái khác không thầy? Dạ nó nằm mấy bên tay phải, ở dưới gốc cái bảng niêm, mấy bên tay phải cái cục vàng vàng, cái cục tròn tròn giống cái cục xôi giò đó thưa đó thầy. Dạ là cái Niết Bàn ngay đó, dạ cái cục vàng vàng mà ai cũng muốn đi vào hết. Dạ rồi con xin xuống mít ạ. À. Xa thú, xa thú, cảnh Niết Bàn tức là cái cục vàng vàng giống như cái dĩa xôi giò. Vậy là mai mốt có xôi giò ăn mỗi ngày, cái gì chuẩn bị nghi trang mỗi ngày nấu xôi giò đem lên ăn. Đúng rồi, pháp vô vi đó. Rồi đó là cảnh Niết Bàn, là chi pháp là Niết Bàn à, chi pháp là Niết Bàn đó. Được chưa? Chị pháp là Niết Bàn á, đã mất tiêu rồi, có ghi ra chưa? Rồi, xuống dòng rồi, biết cảnh nhất định. Biết cảnh nhất định. Có 40 tâm siêu thế. Biết cảnh nhất định, có 40 tâm siêu thế. À, tức là biết cái cảnh Niết Bàn này nhất định đó, là có 40 tâm siêu thế. 46 tâm như thế là những loại tâm gì? Mời quý vị lên chia pháp giùm cái coi. Alo, ai tình nguyện giơ tay? Mời xích được đạo lên chia nha. Dạ con kính chào thầy Kinh, kính chào quý anh chị đạo tràng. Con xin lên chia 40 tâm siêu thế. Tâm siêu thế chia làm hai. Hai tâm, tâm đạo và tâm quả siêu thế. Tâm đạo thì có 20 tâm đạo, là 4 tâm sơ đạo, là tâm nhị đạo, tâm tam đạo, tâm tứ đạo. Tâm sơ đạo được chia làm 5, tâm sơ đạo sơ thiền, tâm sơ đạo nhị thiền, tâm sơ đạo tam thiền, tâm sơ đạo tứ thiền, tâm sơ đạo ngũ thiền. Tâm nhị đạo chia làm 5, tâm nhị đạo sơ thiền, tâm nhị đạo nhị thiền, tâm nhị đạo tam thiền, tâm nhị đạo tứ thiền, tâm nhị đạo ngũ thiền. Tâm tam đạo được chia làm 5, tâm tam đạo sơ thiền, tâm tam đạo nhị thiền, tâm tam đạo tứ thiền, tâm tam đạo ngũ thiền.
tâm tứ đạo được chia làm năm: tâm tứ đạo sơ thiền, tâm tứ đạo nhị thiền, tâm tứ đạo tam thiền, tâm tứ đạo tứ thiền, tâm tứ đạo ngũ thiền. Rồi tâm quả siêu thế là có 20 tâm, được chia làm 4: tâm sơ quả, tâm nhị quả, tâm tam quả và tâm tứ quả. Tâm sơ quả được chia làm 5: tâm sơ quả sơ thiền, tâm sơ quả nhị thiền, tâm sơ quả tam thiền, tâm sơ quả tứ thiền, tâm sơ quả ngũ thiền. Tâm nhị quả được chia làm 5: tâm nhị quả sơ thiền, tâm nhị quả nhị thiền, tâm nhị quả tam thiền, tâm nhị quả tứ thiền, tâm nhị quả ngũ thiền. Tâm tam quả được chia làm 5: tâm tam quả sơ thiền, tâm tam quả nhị thiền, tâm tam quả tam thiền, tâm tam quả tứ thiền, tâm tam quả ngũ thiền. Tâm tứ quả được chia làm 5: tâm tứ quả sơ thiền, tâm tứ quả nhị thiền, tâm tứ quả tam thiền và tâm tứ quả tứ thiền, tâm tứ quả ngũ thiền. Dạ con đã chia pháp xong ạ. Dạ xin giải mít lại cho lão tràng. Dạ cho Nhật Quỳnh gom thử nha. Nhật Quỳnh không có học qua cái này. Bởi là nãy Nhật Quỳnh nói Quỳnh kinh An Giang là vậy, Quỳnh kinh đâu có dạy đâu. Mà biết gom với lại chia, phải không Nguyên Trang? Ở đây không có dạy nha, dứt khoát. Mà quý vị học ở chỗ khác, quý vị đem tới đây, còn ở đây là thầy kinh không có dạy chia pháp và gom pháp. À, không có, không có. Không có luôn, không có luôn. Đúng rồi, bởi vậy Nhật Quỳnh nói Quỳnh kinh An Giang là vậy. Nhưng mà lúc nãy Nhật Quỳnh nghe quý vị gom rồi chia, bây giờ Nhật Quỳnh học. Dạ, yeah. Không có bó tay đâu, chưa bao giờ. Dạ, yeah, bây giờ thôi xin xin tập gom pháp. Dạ, yeah, tập cái này tập gom để tại vì Nhật Quỳnh có nghe mấy chỗ khác là có dạy cái này, nhưng mà ở đây Quỳnh Kinh không có dạy. Nên nói tới mà chia pháp với lại gom pháp rất là ngỡ ngàng. Nhưng mà Nhật Quỳnh có nghe qua chỗ khác nha. Dạ, Nhật Quỳnh xin gom pháp 40 tâm siêu thế. Dạ, 40 tâm siêu thế thì gồm có 20 tâm đạo và 20 tâm đạo, 20 tâm quả. Dạ, 20 tâm quả chia làm 4 là sơ đạo, nhị đạo, tam đạo và tứ đạo. Sơ đạo gồm có 5 tâm: sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền. Nhị đạo gồm có sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền. Tam đạo gồm có sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền. Tứ đạo gồm có dạ cô Nhật Quỳnh ơi, Nam Mô Bích Thai giá. Dạ con coi coi cô con còn trong room không nhỉ? Hello cô, hình như cô văng ra ngoài luôn hả ta? À, dạ không biết mọi người có nghe âm thanh được của con không ạ? À? Hello. Dạ con cảm ơn cô Trần Đạo. Dạ chắc cô Nhật Quỳnh đang trở lại room, cô rớt ra ngoài rồi ạ. Không biết cô trở lại room chưa? Cô té rồi, đúng rồi, chính xác luôn. Không có cô trong room luôn, Nguyên Trang kiếm mà. À, thầy làm cô té mất rồi. Nguyên Trang gom. Dạ. Dạ con xin gom pháp ạ. À, sơ đạo sơ thiền, nhị đạo nhị sơ đạo, tâm sơ đạo sơ thiền,
sơ đạo, dạ con để con nói lại, sơ đạo sơ thiền, sơ đạo nhị thiền, sơ đạo tam thiền, sơ đạo tứ thiền, sơ đạo ngũ thiền. Năm tâm này là tâm sơ đạo. Sơ nhị đạo, nhị đạo sơ thiền, nhị đạo nhị thiền, nhị đạo tam thiền, nhị đạo tứ thiền, nhị đạo ngũ thiền. Hình như con để con gom lại lúc đầu con đọc hơi sai. À, sơ đạo, tâm sơ đạo sơ thiền, tâm sơ đạo nhị thiền, tâm sơ đạo tam thiền, tâm sơ đạo tứ thiền, tâm sơ đạo ngũ thiền. À, gom lại là tâm sơ đạo. Tâm nhị đạo sơ thiền, tâm nhị đạo nhị thiền, tâm nhị đạo tam thiền, tâm nhị đạo tứ thiền, tâm nhị đạo ngũ thiền. Gom lại là tâm nhị đạo. Tâm nhị đạo sơ thiền, tâm tam đạo sơ thiền, tâm tam đạo nhị thiền, tâm tam đạo tam thiền, tâm tam đạo tứ thiền, tâm tam đạo ngũ thiền. Gom lại là tâm tam đạo. Tam đạo, tâm tam đạo sơ thiền, tâm tứ đạo sơ thiền, tâm tứ đạo nhị thiền, tâm tứ đạo tam thiền, tâm tứ đạo tứ thiền, tâm tứ đạo ngũ thiền. Năm tâm này gom lại là tâm tứ đạo. Tâm sơ đạo, năm tâm sơ đạo, năm tâm nhị đạo, năm tâm tam đạo, năm tâm tứ đạo gom lại là tâm 20 tâm đạo siêu thế. Tâm sơ quả, sơ quả sơ thiền, sơ quả nhị thiền, sơ quả tam thiền, sơ quả tứ thiền, sơ quả ngũ thiền gom lại là năm tâm sơ quả. Nhị quả nhị sơ thiền, nhị quả nhị thiền, nhị quả tam thiền, nhị quả tứ thiền, nhị quả ngũ thiền gom lại là năm tâm nhị quả, năm tâm nhị quả. Nhị quả, tam quả sơ thiền, tam quả nhị thiền, tam quả tam thiền, tam quả tứ thiền, tam quả ngũ thiền gom lại là năm tâm tứ thiền, tam quả ngũ thiền gom lại là năm tâm tam quả, năm tâm tam quả. Tứ quả sơ thiền, tứ quả nhị thiền, tứ quả tam thiền, tứ quả tứ thiền, tứ quả ngũ thiền gom lại năm tâm tứ quả. Ok, năm tâm sơ quả, năm tâm nhị quả, năm tâm tam quả, năm tâm tứ quả gom lại là 20 tâm quả. 20 tâm đạo, 20 tâm quả gom lại là 40 tâm siêu thế. Dạ, dạ con đã đọc xong ạ. Dạ alo, dạ con thử đọc xem có đúng ý thầy không thầy. Dạ gom pháp siêu thế. Sơ đạo sơ thiền, sơ đạo nhị thiền, sơ đạo tam thiền, sơ đạo tứ thiền, sơ đạo ngũ thiền gom lại là sơ đạo. Nhị đạo sơ thiền, nhị đạo nhị thiền, nhị đạo tam thiền, nhị đạo tứ thiền, nhị đạo ngũ thiền gom lại là nhị đạo. Tam đạo sơ thiền, tam đạo nhị thiền, tam đạo tam thiền, tam đạo tứ thiền, tam đạo ngũ thiền gom lại là tam đạo. Tứ đạo sơ thiền, tứ đạo nhị thiền, tứ đạo tam thiền, tứ thiền, tứ đạo ngũ thiền gom lại là tứ đạo. Sơ đạo, nhị đạo, tam đạo gom lại là 20 tâm đạo. Sơ quả sơ thiền, sơ quả nhị thiền, sơ quả tam thiền, sơ quả tứ thiền, sơ quả ngũ thiền gom lại là sơ quả. Nhị quả sơ thiền, nhị quả nhị thiền, nhị quả tam thiền, nhị quả tứ thiền, nhị quả ngũ thiền gom lại là nhị quả. Tam quả sơ thiền, tam quả nhị thiền, tam quả tam thiền, tam quả tứ thiền, tam quả ngũ thiền gom lại là tam quả. Tứ quả sơ thiền, tứ quả nhị thiền, tứ quả tam thiền, tứ quả tứ thiền, tứ quả ngũ thiền gom lại là tứ quả. Sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả gom lại là 20 tâm quả, 20 tâm đạo siêu thế và 20 tâm quả siêu thế gom lại là 40 tâm siêu thế. Dạ con bắt trước Nguyên Trang con đọc lại như vậy mà không biết có đúng không ạ. Dạ con xin xuống mic ạ.
xà thứ, xà thứ. Chính xác là vậy, là chính xác à, gom là phải vậy đó, gom phải đọc từng cái rồi gom lại, từng cái gom lại, gom lát mình gom hết lại luôn à. Xích xích thì mình nắm được chưa? Hello, xích thì mình nắm được chưa? Xích mình có muốn lên thử lần không? Muốn thử lần thì giơ tay lên. Ăn thôi, lỗ thừa nó không có chỉ. Rồi, xích thì mình nó mất đi rồi. Rồi mời xích thì mình lên gom cái cho nó nhớ nha, để thôi không biết mà lỗ mà bị thiệt thòi. Tôi té nét yếu hả? Rồi ok, rồi giơ tay hả? Rồi mời lên. Dạ cho thử, thật sự là lúc nãy té rồi tôi nghe Nguyên Trang trở vào, nghe Nguyên Trang nhà đạo tràng. Bốn mươi tầm siêu thế. Tâm sơ đạo, sơ thiền, sơ đạo nhị thiền, tam đạo. Sơ đạo tam thiền, sơ đạo tứ thiền. Sơ đạo ngũ thiền gom lại là năm sơ đạo. Sơ đạo nhị thiền, sơ đạo sơ thiền, sơ đạo nhị. Dạ sai rồi. Nhị đạo sơ thiền, nhị đạo nhị thiền, nhị đạo tam thiền, nhị đạo tứ thiền, nhị đạo ngũ thiền, gom lại là năm tâm nhị đạo. Tam đạo sơ thiền, tam đạo nhị thiền, tam đạo tứ thiền, tam đạo ngũ thiền, gom lại là năm tâm tam đạo. Tứ đạo sơ thiền, tứ đạo nhị thiền, tứ đạo tam thiền, tứ đạo nhị thiền, gom lại tứ đạo ngũ thiền, gom lại là năm tâm tứ đạo. Năm tâm sơ đạo, năm tâm nhị đạo, năm tâm tam đạo, năm tâm tứ đạo, gom lại là 20 tâm đạo. Sơ quả, sơ thiền, sơ quả nhị thiền, sơ quả tam thiền, sơ quả tứ thiền, sơ quả ngũ thiền, gom lại là năm tâm sơ thiền, sơ quả. Nhị quả sơ thiền, nhị quả nhị thiền, nhị quả tam thiền, nhị quả tứ thiền, nhị quả ngũ thiền, gom lại là năm tâm nhị quả. Tam quả sơ thiền, tam quả nhị thiền, tam quả tam thiền, tam quả tứ thiền, tam quả ngũ thiền, gom lại là năm tâm tam quả. Tứ quả sơ thiền, tứ quả nhị thiền, tứ quả tam thiền, tứ quả tứ thiền, tứ quả ngũ thiền, gom lại là năm tâm tứ quả. Năm tâm sơ quả, năm tâm nhị quả, năm tâm tam quả, năm tâm tứ quả, gom lại là 20 tâm quả. 20 tâm đáo đại và 20 tâm quả, gom lại là 40 tâm siêu thế. Dạ Nam Mô Bụt Thầy. Dạ dạ có gì mình chỉ dạy lại giùm. Cảm ơn đạo tràng. À, sao thứ sao đọc lát liếu lưỡi luôn. Ai nói đọc quýu vậy. À, có cái gom lát đọc lộn đáo đại là nhầm cho nó là đúng rồi đó. Quýu rồi, quýu rồi, đúng rồi. Là ghi mình gom chia pháp, gom pháp này nó giúp cho mình có một cái chánh niệm đó quý vị. Ở chánh niệm có sức tập trung mạnh rất là tốt. À, rồi đây còn đoạn chót học rồi mà không biết quý vị, nếu có thì giờ quý vị có thể lên gom theo từng cụm luôn ha. Tìm hiểu gom theo từng cụm không, chứ không có chia gì nữa, không có đọc từng cái nữa, gom từng cụm. Ví dụ như 12 tấm bất thiện, 18 tấm vô nhân, gom lại lạ gì rồi vậy, gom theo từng cụm vậy, biết ai làm được ha. Giờ lại học hết này đi, học còn cái đoạn chót rồi đây hết nè. Chia pháp niết bàn, biết cảnh nhất định là 40 tâm siêu thế. À 40 tâm siêu thế, biết cảnh niết bàn nhất định. Tức là bốn tâm đạo, bốn tâm quả, nó chỉ biết cảnh niết bàn nhất định mà thôi. Ừ. Đúng chưa? Tức là nó không thể biết cảnh nào khác ngoài niết bàn.
tâm siêu thế, nó là đối tượng của tâm siêu thế là Nibbana. Được chưa? Nắm được chưa? Hello. Nắm được ha, 40 tâm siêu thế là đối tượng duy nhất của nó là Niết Bàn. Vậy thôi chứ không có đối tượng nào khác nữa. À, lấy đối tượng, lấy Niết Bàn làm đối tượng ha. À, chứng đắc được đạo quả. Thì như vậy là biết cảnh Niết Bàn là duy nhất, là chỉ có 40 tâm siêu thế là biết cảnh Niết Bàn duy nhất. Rồi biết cảnh không nhất định. À, biết cảnh không nhất định có 11 tâm. Tức là biết cảnh Niết Bàn mà không nhất định thì có được 11 tâm. Khi nào có con bữa có ghi không ta? 11 tâm. Rồi. Là Kháng Y Môn, 8 tâm thiện dục giới hợp trí cộng 2 tâm thông. À, và bây giờ mình cái Kháng Y Môn này là nó có thể biết cảnh Niết Bàn. À, nó là thuộc về lộ ý mà nó nằm trong cái lộ Niết Bàn, lộ chứng đắc Niết Bàn lý thì nó có biết được cảnh Niết Bàn luôn. À, rồi cái 8 tâm cái tâm Kháng Y Môn này nó biết cảnh là hiệp thế, nó biết cảnh đáo đại, nó biết cảnh dục giới, nó biết tàu lâm, Kháng Y Môn nó biết nhiều thứ thành ra nó không nhất định. Rồi 8 tâm thiện dục giới hợp trí, là 8 động lực hợp trí dục giới đó, 8 cái tâm này đó, tâm thiện hợp trí là 4 cái 8 cái động lực nha, chứ không phải là lộn, xin lỗi, 8 cái động lực hợp trí dục giới đó. À, tức là 4 cái tâm thiện hợp trí và 4 tâm di tác, 4 tâm thiện hợp trí. Rồi lát lộn. Không mất tiêu rồi. 11 tâm Kháng Y Môn, 8 tâm. Đợi lại xíu này, tôi check lại cái này, cái nhà cái này thì nó bị sai cái chỗ gì nè. Rồi đúng rồi, 8 động lực nha, dùng chữ động lực nha, chứ bỏ cái chữ tâm thiện đi mà, 8 động lực hợp trí dục giới, bỏ cái chữ thiện ra nó mới chính xác hơn. Tám động lực dục giới hợp trí thì nó chỉ có thiện mà chỉ có 4 thôi, nó có là tới 8, là 8 tâm dục giới hợp trí, tức là 8 động lực dục giới hợp trí là thiện và di tác luôn. À, tâm di tác biết cảnh Niết Bàn luôn ha. 8 động lực giới hợp trí tức là biết cảnh Niết Bàn. À, là 8. À, 8 động lực dục giới hợp trí là biết cảnh Niết Bàn. Rồi nó còn biết những cái cảnh khác ngoài ra nữa, tức là nó không nhất định. Và những cái tâm hợp trí mà nó có thể biết cảnh dục giới, nó biết là lúc mà tâm nó ở một cái trạng thái phản kháng lộ tâm, nó siêu thế, nó biết cảnh, nó biết cảnh hợp với lại hiệp thế, biết cảnh là dục giới, nó biết nhiều thứ nhiều loại ha. À, đó là 8 tâm là thuộc về động lực dục giới hợp trí cộng 2 tâm thông, tức là hai cái tâm mà là thông thì cũng có thể biết được cảnh Niết Bàn. À, thì như vậy là nó biết không nhất định, tức là biết cảnh Niết Bàn không nhất định thì nó có 11 tâm. Thứ nhất là Kháng Y Môn thì nó vừa biết cảnh dục giới, nó vừa biết cảnh Niết Bàn, nó vừa biết cảnh đạo đại đủ thứ ha. Mình cho nên nó biết cảnh Niết Bàn không nhất định. Rồi 8 cái động lực hợp trí thì nó biết cảnh Niết Bàn cũng biết, mà nó biết cảnh dục giới nó cũng biết, nó biết cảnh hiệp thế nó cũng biết. Nó biết nhiều thứ nhiều loại, hai tâm thông cũng vậy. Rồi như vậy là chúng ta đã học xong cái phần mà tâm đáo đại, là ý tâm Niết Bàn, tâm biết cảnh Niết Bàn, đó là cảnh Niết Bàn. Là như vậy thì tổng cộng là có bao nhiêu? 40 cộng 11 là 51. Rồi 51 cảnh Niết Bàn. Được chưa? Rồi, như vậy là 51 tâm gom lại là 40 tâm biết cảnh nhất định và 11 tâm biết cảnh không nhất định. Xong ha, xong cái phần tâm
Bữa nay mình học xong cái phần mấy qua rồi, phần C, nhóm C, nhóm C từ 10 tới lại 12 là xong rồi ha. Và 12 cảnh, học được 12 cảnh rồi đó. Rồi, bây giờ là quý vị lên làm thử một cái gom theo nhóm, gom theo cụm, gom pháp theo cụm ha. Gom pháp theo cụm. Rồi, mời Nguyên Trang lên gom theo cụm nha. Rồi, xử quá. À, Nam Mô Bích Tha Giá. Vậy bây giờ con xin gom cái cụm đầu tiên hết là cái tâm bất thiện ha, được không thầy? Dạ, con biết. Cứ gom. Dạ rồi, gom luôn, con gom đủ thứ luôn. Chính cái đạo thầy cái đó. Dạ, con xin để con dịch. Dạ. Quỳ sa nhe, quỳ sa quỳ nhe. Dạ. À, dạ con xin gom pháp ạ. À, mới đầu vô sao ta? À, tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ, tâm tham thọ hỷ hợp tà hữu trợ, tâm tham thọ hỷ ly tà vô trợ, tâm tham thọ hỷ ly tà hữu trợ, tâm tham thọ xả hợp tà vô trợ, tâm tham thọ xả hợp tà hữu trợ, tâm tham thọ xả ly tà vô trợ, tâm tham thọ xả ly tà hữu trợ. Và tám tâm này gom lại là tám tâm tham. À, tâm sân thọ u hợp phấn vô trợ, tâm sân thọ u hợp phấn hữu trợ, hai tâm này gom lại là hai tâm sân. Tâm si thọ xả hợp hoài nghi, tâm si thọ xả hợp phóng dật, hai tâm này gom lại là hai tâm si. À, tám tham hai sân hai si gom lại là 12 tâm bất thiện. À, tâm nhãn thức thọ xả quả bất thiện vô nhân, tâm nhĩ thức thọ xả quả bất thiện vô nhân, tâm tỷ thức thọ xả quả bất thiện vô nhân, tâm thiệt thức thọ xả quả bất thiện vô nhân, tâm thân thức thọ khổ quả bất thiện vô nhân, tâm tiếp thâu thọ xả quả bất thiện vô nhân, tâm tiếp thâu thọ xả quả bất thiện vô nhân. Bảy tâm này gom lại là 7 tâm quả bất thiện vô nhân. Tâm nhãn thức thọ xả quả thiện vô nhân, tâm nhĩ thức thọ xả quả thiện vô nhân, tâm tỷ thức thọ xả quả thiện vô nhân, tâm thiệt thức thọ xả quả thiện vô nhân, tâm thân thức thọ lạc quả thiện vô nhân, tâm tiếp thu thọ xả quả thiện vô nhân, tâm tiếp thu thọ tâm quan sát thọ xả quả thiện vô nhân, tâm quan sát thọ hỷ quả thiện vô nhân. Tám tâm này gom lại là 8 tâm quả thiện vô nhân. Tâm kháng ý môn thọ xả, tâm kháng ngũ môn thọ xả, tâm ứng cúng vi tiếng thọ hỷ, ba tâm này gom lại là tâm duy tác vô nhân. À, 7 tâm quả bất thiện vô nhân. À, bảy tâm quả bất thiện vô nhân, 8 tâm quả thiện vô nhân gom lại là 15 quả vô nhân. Hai cái quả này, quả bất thiện và quả thiện gom lại là 15 quả vô nhân. 15 quả vô nhân và 3 tâm duy tác vô nhân gom lại là 18 tâm vô nhân. Dạ con gom tới đây ha. Dạ rồi con xin xuống nè, con mời vị khác ạ. Nam mô Bố Thầy đó. À, không phải gom vậy, gom vậy trật rồi. Alo nghe không? Alo, là kêu là gom theo nhóm hay là gom theo tâm vậy nghe không? Bây giờ nó nói sơ trước một cái đoạn đầu thôi nha, chứ nói hết quý vị biết rồi. Giờ tâm bất thiện, tâm vô nhân gom lại là gì quý vị? Tâm bất thiện, tâm vô nhân gom lại là 7 mà. Chắc lắc. Vô tình hảo là tâm thiện, tâm nhân vô lại là tâm vô tình hảo. Rồi vậy gom tiếp rồi ai lên gom chút được hay nhỉ. Mời vậy. Này nó mới lạ chút xíu để mình lên. Rồi mời xin chị Quỳnh.
Quỳnh không lên gom mà Nhật Quỳnh lên báo với Quỳnh đã hết giờ rồi, lấu hết một phút rồi Quỳnh ơi. Kính mời Quỳnh trở lại đạo tràng. Rồi, bà Sít nha, Nhật Quỳnh.